Các bạn thân mến, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái căn nhà ngộp, đại ngộp nha các bạn ha, ngộp nặng lắm rồi. Ở phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức. Trước khi đi vào chi tiết, mời các bạn đăng ký ủng hộ kênh, cảm ơn các bạn. Mình đang ở ngay giao lộ Phạm Văn Đồng và Tô Ngọc Vân. Phía bên tay phải các bạn là đi về chợ Thủ Đức. Còn cái đường Phạm Văn Đồng thì một hướng là đi về Đồng Nai, Bình Dương, và cái hướng bên tay phải là đi về sân bay Tân Sơn Nhất. Từ đây đi về sân bay Tân Sơn Nhất chừng khoảng 15 phút. Rồi, giờ mời các bạn đi vào căn nhà. Các bạn chạy trên đường Tô Ngọc Vân các bạn ha, ngay ngã tư Phạm Văn Đồng và Tô Ngọc Vân. Các bạn chạy về, nếu mà Sài Gòn đi về là phía bên trái. Các bạn chạy vô chừng khoảng bao nhiêu ta, chừng khoảng 50 mét à, hơn 50 mét chút xíu. Thì bên tay phải các bạn á, có một cái trường tiểu học Linh Đông. Đó, đây là cái trường tiểu học Linh Đông này các bạn này. Đó, thành thử là cái căn nhà này là cũng thuộc trung tâm của Thủ Đức ngày xưa đó. Rất là gần. Đó, đây là trường tiểu học Linh Đông. Đó, các bạn chạy vô chút xíu nữa đó là có cái trường, cái đường Linh Trung. Cái đường Linh Đông nhé các bạn, chạy về lại sân bay. Đó thì từ cái trường học này các bạn chạy vào chừng khoảng cũng khoảng 40 mét đi. Khoảng 40 mét. Bên tay phải các bạn đây có cái hẻm 180 Tô Ngọc Vân. Đó, hẻm 180 đó các bạn. Đó, hẻm 180 Tô Ngọc Vân. Nghĩa là từ ngoài giao lộ Phạm Văn Đồng, Tô Ngọc Vân chạy vào đây chừng khoảng hơn 100 mét. Rồi các bạn đi vô cái hẻm này, cái hẻm này thì nhỏ thôi các bạn ha. Hiện tại thì khoảng 1m7, 1m8 gì đó. Nhưng mà cái lộ giới của nó là tới 4m lận. Đó, rồi từ đầu hẻm chạy vào đây chút xíu tới một cái căn nhà mặt tiền xong tới các bạn. Đây, căn nhà đây. Đó, căn nhà có diện tích là ngang 4m5, chiều dài 18m. Và công nhận trong sổ là 81,4 m², sổ hồng riêng. Đó, cái nhà cấp 4 nhưng mà có gác phía trên các bạn ha, có gác. Nhà này thì ngộp nặng rồi, quá ngộp luôn rồi. Và mình xin báo giá cho các bạn luôn á, là giá đầu tư đó các bạn ha, giá đầu tư đó. Giá mà coi như là còn thương lượng mạnh luôn. Đó. Nhà nào có tiền nhàn rỗi thì nên đầu tư căn này. Với diện tích công nhận trong sổ là tới 81 lần, hơn 81 mét vuông lần. Đó, các bạn đi sâu vào căn nhà các bạn thấy nè. Đó, cái sân rộng phía trước đó các bạn thấy không? À, cái sân này các bạn để xe đi chứ, hoặc là các bạn làm coi như là từ ngoài hẻm chạy vô, các bạn chạy thẳng vô luôn đi, các bạn đừng có xây tường bên hông này thì tuyệt vời. Đó, rồi mời các bạn đi sâu vào nhà. Nhà thì nhà cấp 4 thôi nhưng mà cũng còn khá mới. Cái căn nhà này các bạn ở tốt luôn nha các bạn ha, ở được luôn á. Gạch thì được ốp lên khoảng 1m6 rồi. Rồi mình xin báo giá luôn cho các bạn này. Giá là 3 tỷ 9. À, chủ nhà nghe, giá chính chủ đàng hoàng đó là 3 tỷ 9. Thương lượng tẹt ra. À, nhưng mình nói là thương lượng coi như là thương lượng mạnh luôn đó. Đó, căn nhà còn mới lắm, rất là dài luôn nghe các bạn, dài tới 18 mét hơn lần đó. Đó, thành thử là nói chung là cái anh chị chủ nhà này cũng khá ngộp rồi, thành thử là muốn bán nhanh và bán rẻ, thương lượng tẹt ra. Đó, mình dùng cái từ đó cho các bạn thấy là tới cái mức độ nó cũng rất là cần thiết rồi. Đó, thì ngoài cái phòng khách dài và rộng như vậy đó thì tiếp theo là một cái phòng ngủ. Đó, để mình quay sơ cái phòng ngủ cho các bạn coi. Đó, đó là phòng ngủ ha, cũng có máy lạnh nó đàng hoàng nha các bạn. Đó, đây là bên trong cái phòng ngủ đây. Rồi, phía sau này các bạn, phía sau là cái gian bếp này và cái nhà tắm. Đó, phía sau là gian bếp và nhà tắm, nói chung là khá rộng rãi các bạn ha, khá rộng rãi. Đó. Thì các bạn biết rồi, cái phường Linh Đông là cái phường trung tâm đó, phường trung tâm. Một hướng đi về lại quốc lộ 1A, một hướng đi về lại chợ Thủ Đức. Đó, đường Tô Ngọc Vân mà.
cắt Phạm Văn Đồng. Nếu các bạn từ đây chạy ra thì quẹo phải là về sân bay, và quẹo trái thì về quốc lộ 1A đi về Đồng Nai, Bình Dương. Đó, các bạn nhìn từ trong ra ngoài đấy các bạn. Khá dài và khá rộng luôn á. Rồi, giờ mời các bạn là lên gác này để mình quay cái gác cho bà con, các bạn coi này. Thì như mình đã nói đó, là nói chung là chủ nhà cũng muốn bán nhanh và bán gấp, các bạn tha hồ mà trả giá và có thể thương lượng mạnh luôn các bạn. À, tiếc là cái hẻm nó hơi nhỏ chút xíu thôi, chứ mà thực ra nếu mà nó lớn thì không có cái giá này đâu các bạn ha. Nhưng mà nếu những cái nhà đó cũ chứ nào làm mới là phải thụt cho rồi, người ta không cấp phép cho các bạn làm nữa đâu. Nghĩa là cái lộ giới của nó tới 4 mét hơn là. Đó nghĩa là cái căn nhà này đã trừ lộ giới rồi ha à, các bạn ạ, à, còn lại 81,4 m². Và cái hẻm này là hẻm thông luôn các bạn ha. Nghĩa là cái hẻm 180 các bạn chạy thông qua hẻm 170 luôn cũng được nữa. Đó, hai cái hẻm nó thông nhau trước cái đường vậy đó. Rồi đây là cái hồ sơ pháp lý này các bạn nè. Đó, hồ sơ pháp lý thì các bạn nhìn thấy là cái diện tích công nhận là 81,4 m² đó. Đất ở các bạn ha, đất ở đô thị. Đó thì cuối cùng á, là có cái sơ đồ và cái kích thước, thể hiện cái kích thước các bạn theo dõi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bạn nào có nhu cầu mua cái nhà ngộp này thì cứ điện thoại cho mình. Mình sẽ sẵn sàng cung cấp thêm thông tin cho các bạn và thương lượng một cái giá tốt nhất. Chúc các bạn luôn thành công, may mắn và lựa chọn cho mình được căn nhà vừa ý nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều.